Hello, dân cài, xin chào cả dân chơi. Ok, clip đột kích các bạn ơi. Thì ok, bữa giờ clip hướng dẫn rồi chia sẻ rồi các thứ ha. Rồi hôm nay thì sẽ là một clip tận hưởng cái thành quả cài cuốc nha anh em. Đổi súng nè, đổi mini nè, rồi mở hòm rất là nhiều đó. Mở hòm rất là nhiều hòm đây, phần thưởng đi nè, thấy không? Bộ sưu tập nè, quá trời luôn anh em. Sưu tập nè, có cái trắng trắng này mình đang hạn chế làm, mình cũng làm được hai cái nè anh em nè. Giá chị cao mà chưa biết chị luôn, B90 nè. Rồi hòm này hòm đen 15 hòm luôn, quá trời. Rồi tiếp theo mấy cái này thì có rồi, khỏi nói. Đâu rồi, hòm chấm hỏi này cũng được 5 hòm rồi. Này 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 tùm lum mà nhiều lắm anh em. Xuống dưới đây là mình sẽ khám phá cái hòm 4 sao mà bên phần counter nè, ăn chắc 4 sao này nè. Cái hòm này mình sẽ khám phá lần cuối nha anh em, mình tích 64 hòm luôn, khám phá lần cuối nha. Cho nên là rất là nhiều. Còn sau này nếu có đồng băng này thì mình sẽ mở hòm đồng băng 4 sao hoặc là 5 sao khám phá tiếp. Còn cái hòm này hôm nay mở 64 hòm là chắc đầy đủ nhiệm vụ trong đây rồi, bạn biết hết. Sẽ mở mấy này luôn, mở 6 hòm này luôn. Rồi còn mấy cái này giờ 2K6 rồi, cái này mình lâu mình mở lấy bộ sưu tập rồi. Còn 700 mấy, cái này 100 mấy, lâu mở ra lấy bộ sưu tập anh em. Mà cái này ai cũng biết rồi, nó khỏi để tập hợp mấy cái nhiều nhiều nè, mấy cái mà VIP lên á. Rồi tiếp theo mình đổi, đầu tiên mình sẽ đi đổi trước anh em. Em mà ăn ăn rồi hồi đổi sao hả ta? Đúng rồi. Mà quên nữa, có mấy cái 100 mấy rồi anh em, để mình đổi chứ, nhiều khi nó full sao mất công uổng. Đây nè, đây mình kéo mút dưới đây, mình kéo lên anh em. Đấy, đầu tiên là đổi cái gì đây nè, cái này quá trời rồi anh em, 107 nữa nè. Mình đã đổi hỏng clip một cây nữa à, nó nhiều lắm rồi đó, cái đó rất nhiều rồi nha. Đâu rồi, hàng đâu rồi, có một đây cái búp bê này nữa, như búp bê này mình chưa có anh em, mà ra vé hay gì á, bê này chưa có nè. Mấy con mini nữa. Đâu rồi, để mình điểm danh cho các bạn coi. Cái này đâu ra vé, còn cái con ở đây nè, cái bé nè. Mở luôn anh em, chưa có mà. Ở bên Ngô Mai Dương màu đỏ nè. Ok, chưa có thì mở thôi. Rồi. Tiếp theo. Rất là nhiều thứ đổi luôn. Đây. Kế hoạch tiếp theo là mình sẽ cài cho đủ này 80 mảnh rồi anh em. Hôm bữa nhá nhá anh em 40 mảnh rồi, 80 mảnh rồi. Mình sẽ đổi trong clip tiếp theo mà đổi anh em. Đó. Là mình, tại mình chưa có cái cây này ở bên mấy cái map cũ á anh em. Phải đi vòng á. Nhưng mình chưa có anh em, tại vì mình không có cài cái map cũ đó. Cho nên là không có, giờ hên quá, cái Dead Zone 2 này nó cho mình cài anh em ơi. Rồi cái B này gần đủ 90 luôn nè, chưa có luôn nè. Rồi con mini chứ, phước B nè, mini vực băng á. Đâu rồi? Ôi à, phước B này đủ nữa hả? Đủ đổi để đó đi. Đâu rồi, mới tới đâu rồi? Rồi mấy cái này đổi bỏ bỏ đó đi, nhiều quá. Đâu rồi, cái này 20, gần gần cuối được một vòng nữa anh em, được 40 mảnh nữa rồi. Đây cái mini, như đợt mình có mở ra được một con mini Ngô Mai Dương này rồi, cho nên là cái này không quan trọng lắm. Đâu mấy cái quan trọng rồi. Đâu rồi, mini quan trọng. Đây. Đầu tiên là một cái mini này có cho ngày anh em, nhưng mà mình lật vĩnh viễn nè, còn một mạng nha, vĩnh viễn rồi nè. Đó, anh em muốn cải đó thì anh em trao đổi cái token này nè, ráng mua thêm này được 15 cái làm nhiệm vụ.
cái nhiệm vụ cái bộ sưu tập mà nó có cái này ở phía cuối nè anh em, có mảnh á, đáng cày thôi, mình cày trăm mấy mình dư luôn rồi. Mà mua mua anh em phải làm nhiệm vụ nhiều nha, mình làm nhiệm vụ rất là nhiều luôn, nhiệm vụ mình làm căng thẳng rất là nhiều nha. Rồi tiếp theo hàng hàng còn hàng gì nữa đây ta, đâu rồi, đây đây là cái con mình không có, tiếp theo là con mini ở vực băng nè anh em, đó 895 rồi anh em, 95 mảnh mini vực băng rồi nè. Rồi mới mốt tới clip đổi là mình có anh em. Rồi tiếp theo là một cây cây holy nữa anh em, quá nhiều. Rồi, kéo tới đó luôn rồi, nãy nghe chỗ holy phải không? Đây rồi mấy cái này hỏi hỏi nói cái này mình chưa có nè, ở map void rất là void vậy á. Cái cây Basuna này cũng chưa có luôn, cái mảnh này cũng chưa có luôn anh em, mà hai cây này nhìn giống giống nhau quá. Basuna này mình đã cày nhiệm vụ được 80 rồi, có cái này nè, cái này mình chưa có làm nhiều rồi anh em, để nào mình làm ráng, mình chắc không kịp theo cái này đâu. Đó kế hoạch là mình mốt sẽ đổi mấy cây mình chưa có đó. Rồi giờ đi tham quan hòm thôi anh em, đây quá trời hòm luôn ha. Đầu tiên là mình sẽ mở một mớ hầm hầm 4 này trước nè anh em. Ok là nó sẽ không bao giờ sót nữa nghe anh em, không thể sót nữa, mở bao nhiêu đi hòm là không thể nào sót anh em ơi. Nè có triệu hồi boss Lily ở trong cái hầm 4 nè đó, bộ sưu tập triệu hồi boss này gì đi, voi luôn, rất là voi nha anh em. Hôm boss 4 này có nhiệm vụ, mấy nhiệm vụ có con voi trong đây nè anh em, còn on nữa, on spark nữa. Nói chung là nó khá hơn cái hầm này, có thêm bộ sưu tập và có mảnh của cái con này luôn. Rồi mấy cái nhiệm vụ mình hết rồi nè. Đó, đi mốt là mình không tích để dành clip nữa thì mình sẽ mở thường xuyên hơn anh em. Đây nữa nè. Chà, voi nữa nè. Đó, để lấy nhiệm vụ nghe anh em. Này mình ráng tích để mình tập mình cho bạn coi thôi. Bữa giờ đang hạn chế mấy cái nhiệm vụ này. Đó, ok ra một cái đống nhiệm vụ luôn. Đấy thì mình thấy là nó ra con voi, con Hayate, con Lily anh em. Ba loại. Đúng rồi, rồi chưa 30 hôm một xíu mở tiếp. Giờ mình sẽ chơi theo cái kiểu này anh em, mỗi cái mình mở một lần nha anh em. Đâu cái này nhiều quá, cái này mở hai lần đây, một lần ha. Ê, bộ sưu tập nè anh em, ồ bộ sưu tập 3 sao thì cũng bình thường thôi nha anh em. Rồi tới cái này mở một lần, chà ôi mảnh búp bê. Ồ, nó ghi con mini nè mà ra mảnh kìa. Ok, tiếp theo thế cái dòng của cái này. Rồi, ok luôn. Rồi tiếp theo cái này luôn, cái này ít là hai cái. Ấy da. Ô. Hai cái mà nó ra được. Ấy da, cái này cái gì đây? À, không, tiếp trang phục kia thôi anh em ơi. Tiếp tục cái này nghe anh em. Ây chà, có luôn, có cây Basuna này luôn anh em. Khỏi triệu hồi boss gì đi voi, khỏi cần luôn anh em. Rồi xuống đây mở tiếp cái này. Đâu rồi? Đây. Ủa lắc gì hả? Các bạn đợi mình xíu đi, nó đang đứng anh em ơi. Kìa mấy chủ chọn nó đầy rồi, thấy chưa? Từ từ. Rồi, ok anh em. Thì tình hình là quá tình hình anh em nha. Tự nhiên nó ra món đồ cũng bị lát luôn anh em, mình bị thoát ra anh em, xong rồi cả 10 phút mới vô lại được game anh em, cứ nó lót không vô được tới chỗ kia anh em. Bây giờ vừa kéo được cũng lát, để mình xí. Đúng rồi mà xích úng, đúng rồi mà sao lát dữ vậy. Ok để tiếp theo mở cái này à, chưa bấm mở được. Ok nha, rồi cái này mở hết luôn anh em. Ok này, cái này theo mình thấy thì nó sẽ ra thêm những cái bộ sưu tập
những cái bộ sưu tập trong kia anh em mới ra tùm lum thôi nha, hộp chấm hỏi đó, ok ha. Đó rồi, hộp chấm hỏi xong rồi tới hộp mở boss này nè, mấy cái hộp boss và nhiệm vụ mà hết luôn đó. Cái hộp này cũng ra này bộ sưu tập pháo đài anh em đó. Cũng được ra mấy bộ sưu tập pháo đài làm anh em. Ok, tiếp theo thì hòm tiếp theo, hòm này chắc mảnh gì tùm lum nè, con boss ở con boss có 3 sao, 3 sao anh em ơi. Ok, được hàng còn mới đó. Rồi thì dạo qua mấy cái đó xong thì chúng ta tiếp tục sẽ đến với hộp dưới này nghe anh em, khám phá tiếp nghe anh em. Mình có 5 hòm rồng 4 sao đó, với hòm 5 sao, hòm 5 sao và hòm 5 sao được 6 hòm. Thì giờ mình sẽ hòm mở 3 hòm 5 5 sao về trước nha. Đó cũng bộ sưu tập như vậy thôi. Ây da, ô vip vip ạc quan anh em ơi, cái bộ sưu tập này vip anh em 5 sao không à. Được rồi, ba cái rồi nha. Tiếp theo tới rồng băng anh em, rồng băng cũng mở 3 cái thôi rồi hồi quay lại làm hết đó. Đâu rồi rồng băng đây, băng đợt trước mình mới khám phá có một hòm. Ôi trời, từ từ nghe ra gì không ấy, xưa lại cũng bộ sưu tập à 4 sao, nó có thêm con boss 4 sao anh em ơi. Ba cái nè, một cái nữa nè. Ok, cũng khá là xui anh em, đá cũng quá hay nhiều nha. 2 cái để xíu anh rồi lên trên nha anh em, phần thưởng mình khám phá một vòng ở đây đi đó. Ok đó, ok ơi, ố làm thế nào ấy. Ơi cũng có bộ sưu tập whip trong đây nghe anh em, cái hộp chấm hỏi này nghe. Rồi các bạn đừng khinh thường nha. Ê, cái này được ra nó nguyên mini rồi anh em, mini mình có nhiều rồi, mini đó mình có nhiều rồi. Rồi tiếp theo hộp bên đây đi. Ok, tiếp theo này còn 6 hộp, mình mở 2 cái luôn. Rồi hoặc ba tiêu tiếp bên em. Ê, con này tiếp bên em. Rồi ok, tiếp tục hôm nay anh em nha. Ấy, mảnh thôi nha anh em. Mảnh thôi nha. Rồi cái bộ sưu tập. Nãy cái bộ sưu tập 5 sao VIP trong đây anh em. Ngon nha. Ok. Thì ngoài cái VIP đó ra thì nó hơi su cà na nè. Để triệu hồi bó 10 mảnh. Còn một cái hả? Một cái. Cái này 3 cái. Cái này là hầm B90 nè anh em nha. Đàn hồi sẽ liều hết luôn. Ôi thêm một cây Basuna nữa anh em, quá trời rồi. Giờ còn nhiêu rồi, thì cái này là dòng cuối, dòng cuối mình sẽ mở cái hiếm 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 trước nha anh em. Hiếm hiếm trước thì mở cái này trước đi. Cái màu trắng này ngon anh em, có cái bộ sưu tập Acadia nữa anh em. Một cái màu trắng này ngon, ngon nha anh em. Anh em chú ý cái hộp màu trắng này nha, nó chấm hỏi nó có đầy đủ đây á, khi nào có khi nào mở ra luôn cây xì bát không ta. Thắc mắc quá 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 em ơi. Rồi cái hiếm còn một nữa nè này. Rồi mảnh thôi, mảnh búp bê nữa. Rồi tiếp theo là tới cái này anh em, 3 cái rồi ra cây. Rồi qua xung ra tiếp tiếp thờ ra cây này nữa. Ôi trời ơi luôn ạ. Rồi tiếp theo mở nắm này đi. Ôi chà, phá này hơi phê anh em ơi, hơi phê nha. Rồi qua đây mở cái này. Ok, mở cái này. Ok, cái cuối. Ok rồi, xong hết trên đây nha, dạo xong nha. Ra một cái gì đây, dứt luôn anh em, dứt không. Từ từ để mình tạo cái lát, mình sẽ mở 2 hộp này mảnh thôi phải không, ngoài mảnh thôi, dứt ok mảnh thôi. Rồi theo nó ngoài
Đâu rồi, nãy có cái Acadia, đấy, Acadia dứt. Hồi ôi, bao lâu bao nhiêu ngày vĩnh viễn là thôi luôn anh em. Có hàng luôn anh em chú ý cái hộp màu trắng đó nha. Màu trắng nó phá ngon anh em. Ok, để mình sẽ chú ý cái màu trắng đó, mình cũng làm vụ luôn anh em. Rồi 30 hôm này. Đó. Rồi ok, thì nó sẽ xoay quanh những cái bộ sưu tập này. Đó, 3 sao thôi nha anh em. Đây. Ok, còn mà đồng băng 4 sao, mình thấy cái bộ sưu tập 4 sao anh em. Ok. Đó, mở hết cho khám phá hết cho anh em coi luôn ha. Dạ. Mini on này giới hạn hả? Ây da, kệ luôn anh em ơi. Cái đó cũng nhiều mà, không sao đâu. Trời ơi, on spot giới hạn kìa. Giới hạn liên tục kìa. Ok, mở hết cho anh em coi luôn nha. Đó. Chốt lại nó sẽ có những cái đó thôi nha anh em. Tại anh em mở quá nhiều cái hòm này luôn rồi nè. Ok. Đó, là 5 sao Red Zone chắc nha anh em. Rồi, 4 sao chứ. Tiếp theo thì tới hòm rồng băng xong rồi hòm này. Đó. Dứt. Cái hòm rồng băng này sẽ có cái chắc 2 nè anh em. À, chắc 2. Ồ, chắc 2 tiếp anh em. Rồi nó hơi giống anh em nha. Thì mình chưa có ăn rồng băng 4 sao nhiều, mình mới khám phá được nhiêu đó thôi anh em nha. Rồi tiếp hòm 5 sao. Dứt. A12 đâu? Này có A12 nha anh em. Dứt. Rồi. Ok. Rồi khám phá như đó thôi nha anh em. Đó. Dứt thêm 4 hòm này nữa đi. Hòm này hòm cũ thôi. Ai chà. A12 nào. Ok thôi được rồi, đã quá rồi hồi maximum ạ. Rồi đó thì các bạn thông qua clip này thì các bạn sẽ có thể thích cái nào thì đi cài cái đó thôi. Đó, mình chú ý các bạn là cái hòm màu trắng thì nó sẽ ra được Acadia nữa nha. Mình mới có hai hòm đó thôi, người mình thấy rất là ngon với một cái hòm mà ra toàn là cận chiến anh em. Ok, thì chúc các bạn xem clip mình vẽ nha. Bye bye.